Netizen Trung Quốc so sánh giá xây nhà ở Việt Nam khác đại lục như thế nào? Kính chào các bạn khán giả của kênh Netizen Đông Lào. Mới đây trên mạng xã hội Douyin, một netizen có đăng tải video có tiêu đề Mẹ vợ Việt bỏ 900 triệu xây nhà mới ở nông thôn, nhà này ở Trung Quốc đẳng cấp đến mức nào? Video đã khiến cư dân mạng Trung Quốc hết sức bất ngờ và đại bộ phận netizen xứ tỷ dân đều cảm thấy vô cùng tò mò và để lại nhiều bình luận tranh cãi khác nhau. Cùng netizen Đông Lào hóng xem phản ứng của netizen Trung Quốc nói gì về Việt Nam nhé. Hãy like nếu bạn thấy nội dung này có ích, đăng ký ủng hộ kênh nhé. Nếu ở Trung Quốc thì hơn 100.000 tệ là đủ, dù sao cũng không đến 150.000 tệ, nếu tôi xây dựng nó thì 100.000 tệ là đủ. 100.000 đối với tôi là quá lớn rồi. Có thể tốn hơn 100.000 nhân dân tệ để có được tầng 2 phải không? Đối với cùng một khu vực, nếu diện tích nhỏ hơn vậy có thể tốn 200.000 tệ hoặc 260.000 tệ, bạn có thể có tầng 2. Nếu diện tích nhỏ đừng nghĩ đến tiền ít hơn, trừ khi bạn xây một ngôi nhà nguy hiểm. Anh ơi, theo như anh nói thì anh có thể giống như một vị thần, không quan tâm đến bất cứ điều gì. Nếu đúng như vậy, nó có thể có giá 200.000 nhân dân tệ. Đối với tôi, nó chỉ từ 70.000 đến 80.000 nhân dân tệ thôi. Có hơn 100.000 tệ một mảnh đất thôi mà. Tôi sẽ đưa cho bạn 150.000 nhân dân tệ và bạn có thể giúp tôi làm điều đó nhé. Tôi không tốn quá 100.000 tệ để xây một ngôi nhà vì nền móng của một ngôi nhà một tầng rất đơn giản và không giống như xây một tòa nhà. Khi xây dựng những thứ như thế này ở đây, chúng ta không cần tính đến vật liệu, chỉ riêng tiền lương xây dựng và trang trí ít nhất là 100.000 nhân dân tệ. Bạn biết rất nhiều về tình huống này, bạn không tin rằng việc xây nhà đối với tôi là một miếng bánh. Tôi đã xây một tòa nhà 3 tầng với diện tích 100m² vào năm 2007, tôi muốn sửa chữa nó. Nó có giá bao nhiêu? Tôi nói bạn sẽ không tin đâu. Tòa nhà 3 tầng này có giá chưa đến 90.000 tệ. Tôi đã xây tổng cộng 3 dãy phòng. Bạn không thể xây dựng nó ở Trung Quốc ngay cả với 100.000 nhân dân tệ. Nếu tôi xây nó thì không tốn 100.000 nhân dân tệ, tôi chắc chắn sẽ xây thật tốt vì nền móng của ngôi nhà một tầng rất đơn giản và cũng không tốn nhiều tiền. Ở Trung Quốc 150.000 tệ là đủ, ở Việt Nam không đủ, nguyên liệu đắt hơn ở Trung Quốc rất nhiều. Nhà một tầng nếu là khung sẽ có giá khoảng 300.000 tệ. Giá cả mọi thứ ở Việt Nam đã tăng vọt trong những năm gần đây. Nên bỏ thêm 300 triệu cho việc này, tôi cũng ở Hải Phòng, việc xây và trang trí một ngôi nhà như vậy tốn khoảng 600 triệu, với điều kiện đất là của tôi. Nó gần như giống nhau và có thể được thực hiện ở Trung Quốc với chi phí khoảng 120.000 nhân dân tệ. Tôi nói anh chỉ xây nhà, trừ đất ra nhé. Có cảm giác như đất đai Việt Nam đắt đỏ. Tôi cũng nói rằng chúng tôi chỉ đang xây nhà, khu đất trống bên cạnh đã bán cho người khác với giá hơn 700.000 tệ nhưng vẫn chưa bán được. Mẹ bạn rất tiết kiệm và để xây được một ngôi nhà đẹp như vậy ở Việt Nam không phải là điều dễ dàng. Nghiêm túc mà nói, Việt Nam quá tốt, rất tốt. Việt Nam cũng gần biển nên không ẩm ướt, xây nhà 2 tầng có tốt không? Tôi về Việt Nam sớm hơn Nam chính, anh không biết người Việt à? Anh xa Việt Nam đã lâu và làm quen với những gia đình nông thôn Việt Nam phải không? Nói chung, rất ít người Việt Nam ở nông thôn có thể xây nhà mà không mắc nợ người ngoài. Đừng hiểu lầm, tôi là người miền Nam và biết sự khắc nghiệt của thời tiết, tầng 1 ẩm ướt không tốt cho sức khỏe con người nên chúng tôi xây tầng 2 thay vì lắp tường ngoài. Nếu bạn đã từng sống ở đó và trải nghiệm thì bạn sẽ hiểu. Ngôi nhà này rất đẹp, Hải Phòng là một thành phố ven biển, bức tường bên ngoài màu xanh nhạt khiến người ta nhớ đến biển. Thiết kế kết cấu của ngôi nhà quá kém, thực sự không đạt tiêu chuẩn. Gia đình mẹ vợ bạn khá giàu có, bà được coi là người giàu nhất Việt Nam. Đó là bạn chưa biết nhiều về Việt Nam rồi, miền Nam Việt Nam rất giàu có và giá nhà ở Hồ Chí Minh có thể lên tới 100.000 nhân dân tệ 1m². Đây là vùng quê của Hải Phòng, không phải thành phố Hồ Chí Minh mà bạn. Đất nước trên thế giới dù nghèo đến đâu thì người giàu nhất cũng sẽ không như thế này. Bạn thấy đấy, người giàu nhất Việt Nam, bạn đang coi thường Việt Nam đến mức nào? Bạn chỉ đang cạo một bức tường trắng lớn trong nhà, bạn có thể chi bao nhiêu tiền? Không có trần gỗ vững chắc chỉ cần 600 triệu là đủ. Gần như nếu tôi nhất quyết nói 900 triệu thì chắc chắn sẽ bao gồm đồ gia dụng, nội thất, 5 năm. Lần đầu tiên mình nghe nói máy chiếu rẻ và rõ nét. Máy chiếu đã lâu không sử dụng,
nhiều nhất chỉ có thể sử dụng được 2 năm. Tivi tốt hơn. Một chiếc máy chiếu tốt có giá hàng chục nghìn đô la Mỹ nhưng máy chiếu giá rẻ lại có độ sáng thấp, không thể nhìn rõ dưới ánh sáng mạnh bên ngoài. Có rất nhiều ngôi nhà như thế này ở vùng nông thôn Việt Nam. Giá nhà ở Việt Nam cao, ít nhất là 600.000 nhân dân tệ. Nhà 110m² giá 260.000 tệ. Nó quá đắt, thông thường là 170.000 đến 180.000 nhân dân tệ. Một tầng tốn rất nhiều tiền, nó còn phụ thuộc vào loại gạch được làm bằng gì, rỗng hay đặc. 900 triệu của Việt Nam tương đương với nhân dân tệ của chúng ta là bao nhiêu? 5 triệu tệ bạn à? Người khác nói làm nhà chỉ giá 20.000, tôi cho rằng bạn là một đứa trẻ, đừng nói nhảm nếu bạn không hiểu. Khoảng 20.000 đô la Mỹ thì có thể. Tôi nghĩ thông gió và chiếu sáng trong nhà ở Việt Nam rất kém. Lãng phí diện tích, thiết kế kém quá. Sẽ thật tuyệt nếu nó có thể được sửa chữa, bạn vẫn đang nói về thiết kế sao? Chỉ riêng việc trang trí ngôi nhà của tôi đã tốn 300.000 tệ và chi phí xây dựng 10 năm trước là 500.000 tệ, chi phí lao động thực sự đắt đỏ. Tại sao nhà xây ở Việt Nam đắt hơn ở Trung Quốc vì nhân công rẻ sao? Với mức giá này, bạn có thể xây dựng 2 tầng ở Trung Quốc. Ngôi nhà rất nhỏ, trần bên trong được làm bằng gỗ nguyên khối. 900 triệu đồng, 270.000 nhân dân tệ, nhà vẫn rộng như vậy, có đắt không? 260.000 tệ là quá đắt và cách bố trí căn hộ cũng không đẹp lắm. Thật lãng phí khi xây dựng nó với 260.000 nhân dân tệ. Bạn có thể giải thích rằng tại sao nhà của họ đều dài không? Và phòng không có cửa sổ à? Không biết các bạn thế nào, xây nhà ở quê dễ như ăn bánh, đối với tôi không có gì khó khăn, đối với tôi xây nhà là dễ nhất, tôi đã tự mình xây 4 căn nhà. Bạn không chú ý đến độ trong suốt theo hướng Bắc Nam của căn phòng, thậm chí bạn còn không chú ý đến ánh sáng mặt trời và độ thông gió sao. Tôi biết một người Bắc Việt có căn nhà rộng và có giá 100.000 một mét vuông. Trong đó phải bao gồm cả giá đất, tùy vào trang trí cao cấp thế nào, chắc chắn sẽ cao hơn. Nhiều ngôi nhà ở Việt Nam cũng như thế này, có kết cấu lộn xộn. Tôi lại nghĩ những ngôi nhà được xây dựng ở Việt Nam khá đẹp. Thiết kế quá bất hợp lý, giá quá đắt và diện tích không được tận dụng tốt. Vợ bạn xuất thân từ một gia đình giàu có ở Việt Nam. Ở Trung Quốc, phòng nào cũng phải có cửa sổ, nhưng họ lại không có. Giá xây dựng hơn 200.000 nhân dân tệ ở Việt Nam. Trung Quốc có thể xây một ngôi nhà lớn như vậy với giá gần 500.000 nhân dân tệ. Họ có hai phòng không có cửa sổ và kín gió. Vợ chồng họ là một người Việt giàu có. Thiết kế của ngôi nhà này không hoàn hảo và vẫn có một chút khác biệt so với những ngôi nhà Trung Quốc. Đây chắc hẳn là một gia đình trung lưu phải không? Cởi giày ra và để ở đó để khỏi bị mắc mưa sao? Thiết kế bên ngoài thì ổn nhưng bên trong thì bình thường. Gia đình bạn có điều kiện tốt hơn nhà tôi rất nhiều. 260.000 tệ, không đắt. Ở nước ta ít nhất là khoảng 350.000 tệ, ở Việt Nam cũng là một gia đình khá giả. Nếu bạn là một gia đình lớn, bước tiếp theo là trang trí nó. 270.000 nhân dân tệ cũng không hề rẻ nha.